Hello, các bạn ơi, hôm nay mình chuẩn bị một số nguyên liệu để mình nấu chè nè các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu chè chuối nha các bạn. Chè chuối thì mình đã chuẩn bị một nải chuối, chuối chín nha các bạn. Khi mà mình nấu chè chuối mà nó chín thì chè của mình sẽ có vị ngọt của chuối và nó sẽ thơm thơm mùi chuối nha các bạn. Nguyên liệu tiếp theo đó là mình chuẩn bị đậu phộng nè. Đậu phộng mình đã rang và bóc vỏ rồi đó. Nguyên liệu tiếp theo đó là mình chuẩn bị ít bột bán. Mình chuẩn bị 50g bột bán, 50g đường, 50g bột mì tinh và một chén nước cốt dừa. Này là nước cốt nhất và nửa lít nước dảo, nước nhì đó các bạn. Và một ống vali nè các bạn. Tiếp theo nữa là một ít muối. Đó là toàn bộ nguyên liệu để mình nấu món chè chuối nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm, và làm đến đâu mình sẽ chia sẻ cách làm luôn nha các bạn. Bây giờ muối nè các bạn, mình chuẩn bị một tô nước nè. Muối mình sẽ cho vào đây một ít muối. Và cái chuối nè, chuối này mình sẽ cắt cho vào đây mình ngâm để chuối của mình chút nữa nó có trắng nữa và nó có ra mất. Vậy là mình đã bóc xong chuối nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ngâm chuối ở đây nha các bạn. Chuối ở đây 10 phút. Và bây giờ cốt dừa nè sẽ cho vào cái nồi để mình nấu nước cốt dừa cho các bạn. Bây giờ mình sẽ nấu cái nước cốt dừa này, cốt dừa đó. Nấu cho nó sôi lên nha các bạn. Bây giờ bột bán thì mình sẽ cho nước vào và mình ngâm nóng nha các bạn. Mình ngâm trong vòng 1 tiếng. Đây là cái phần bột bán mình đã ngâm được 1 tiếng rồi nè các bạn. Nó đã gỡ ra như thế này và mình rửa sạch rồi đó. Bây giờ chuối này mình sẽ vớt ra nha các bạn. Khi mà mình ngâm được 1 phút rồi đó, mình vớt ra. Tiếp theo nữa mình sẽ cho vào đây một ít nước để mình rửa lại chuối nha các bạn. Chuối sau khi mà vớt ra rồi nè các bạn, mình sẽ cắt chuối nha các bạn. Mình cắt trái chuối thành 4 phần. Cho chuối vào nha các bạn. Mình cho hết chỗ chuối này vào luôn. Bây giờ mình sẽ đun cho nó sôi trở lại và mình nấu ở lửa nhỏ vừa phải thôi nha các bạn. Bạn để cho dừa nó còn cái độ béo của dừa đó lại nha các bạn. Khi mà mình nấu nước ván dừa này nè các bạn, có ván này thì mình bớt nó ra nha các bạn. Và mình sẽ đun cái nồi chuối này sôi khoảng là 2 đến 3 phút. Bây giờ nước sau khi mà nó sôi được 2 đến 3 phút này, 3 phút rồi đó, mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường nha các bạn. Giờ mình quấy nó lên thôi, tại vì chuối này nó chín đó, do đó mà bản thân nó đã ngọt rồi nên mình chỉ cho 2 muỗng đường thôi. Bạn nào mà mình nấu chuối mà nó còn xanh hơn thì mình sẽ cho thêm đường tùy theo khẩu vị của mỗi người luôn nha các bạn. Cho đường vô khoảng 1 phút rồi đó các bạn. Thì cái phần bột bán nè, bột bán nãy mình ngâm 1 tiếng mình rửa sạch rồi đó, mình sẽ cho hết vào đây nha các bạn.
bây giờ mình sẽ khuấy lên, khuấy nhẹ thôi, không chuối của mình nó lát luôn các bạn, chuối của mình nó đã chín mềm rồi đó. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nồi chè này cho nó sôi trở lại nha các bạn. Khi mà nồi nước của mình nó sôi lên rồi đó các bạn nhìn thấy bột bán mà nó nổi lên nè, cái bột bán nó nổi lên và nó trong lại như thế này nè, là bột bán nó đã chín rồi đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít muối, một chút xíu muối thôi nha các bạn. Tiếp theo nữa là nước cốt dừa nè, mình cho vào đây. Và bây giờ mình nấu lửa vừa phải và cho để cái nồi chè này nó sôi trở lại nha các bạn. Khi mà nồi chè của mình nó sôi trở lại rồi đó các bạn, thì mình sẽ cho vào đây một ấm vali nha các bạn, cho nồi chè của mình nó thơm hơn đó. Tiếp theo nữa là đây là bột mì tinh nè các bạn, mình sẽ cho vào đây một ít nước và mình khuấy lên nha các bạn, khuấy lên cho bột mì tinh nó tan ra. À, mình cho một ít thôi, bởi vì cái nồi chè của mình nó cũng đặc, nó cũng sệt rồi. Nếu mà nồi chè của các bạn mà nó lỏng thì mình sẽ cho nhiều bột mì tinh để mình cho vào cho nó sệt cái nồi chè lại đó, nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây từ từ ha, cho vào đây rồi mình khuấy lên, khi nào nồi chè của mình nó thấy sệt sệt lại là được ha các bạn. Chè của mình nó sệt lại như vậy là được rồi nè các bạn, nhìn rất là ngon luôn nè, giờ là thơm dữ lắm, muối mềm rồi nè, chè nó sệt nè, nấu sệt lại như này nè, quá ngon luôn rồi đó. Bây giờ mình tắt bếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ múc cái tô để mình ướp nha các bạn. Quá chè quá ngon rồi. Khi ăn thì mình có thể là rắc thêm một ít thực phẩm lên nha các bạn. Ngon quá. Chè thơm. Nước chè của mình nó sệt lại rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Chè ngọt. Thơm vị chuối của ngọt, vị dược ngọt, cái ngọt của vị chuối thơm và béo nữa các bạn, rất là ngon. Ngon quá. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhấn đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào. Xin chào.